Đây là như cái đầu này, này nó đang bị thối này các bạn này. Thì mình vặt bỏ lên cái đốt trên này này. Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ đi trồng sen, sẽ quay video cho các bạn xem. Lúc này mới khai phá được cái diện tích này như thế này cho các bạn này. Chỗ này thực dược vẫn còn các bạn. Chiều nay mình sẽ cắt lốt những cái bông hoa kia và mai sẽ đào cái củ dồn lên vườn, tiếp tục mở rộng ra hết cái khu vực này. Lúc này đang bơm nước đây các bạn này, củ giống đây. Đây là củ giống sen super các bạn, đang ra rễ rất là đẹp đây các bạn này. Hôm nay thì mình sẽ trồng ở cái khu vực bên này. Bên này thì hôm trước mình trồng hết rồi các bạn. Khu khai phá trước này mình trồng hết trước rồi. Còn mấy cái ô hôm qua đây mới san sẻ được ra và bơm nước vào. Hôm nay chiều nay sẽ đi trồng. Thì đối với củ sen khi trồng thì các bạn vệ sinh hết những cái thân mà không may nó còn dính ở cái củ này, nó bị thối, thì chúng ta vệ sinh hết đi. Đừng để những cái thân nó còn thối nó bám vào cái củ này. Và trong quá trình mình khai thác củ nhiều khi là cứ lôi cả cái thân lên, cái thân nó đã bị khô, đã bị thối rồi thì tốt nhất là mình loại bỏ đi. Đây là như cái đầu này nó đang bị thối này các bạn này. Thì mình vặt bỏ lên cái đốt trên này này, bỏ mình loại đi, loại bỏ cái đầu thối đi các bạn này. Củ sen nó phải tươi và cái bộ rễ đang ra như thế này thì trồng nó mới đẹp này. Còn nếu củ sen mà chúng ta đào lên hoặc chúng ta mua về mà nó héo quá thì trồng nó hồi lại rất là lâu. Cái củ sen mà rễ càng đẹp, thân tươi, củ tươi, nói chung là không có vết lấm bệnh ở trên củ thì chúng ta trồng nó sẽ ra rễ và nó sẽ phát triển rất là nhanh. Đang vướng như gà mắc tóc đây các bạn, gỡ ra hơi khó. Lúc nãy mình cứ thế mình ôm cả đống nên là những củ nhỏ như này trồng cũng được hết các bạn nhé. Này, rễ rất là đẹp các bạn này. Củ nhỏ thì mình sẽ trồng riêng một khu, trồng những cái củ đồng đều vào một khu các bạn. Đây là mình trồng ở vườn các bạn. Vườn lúc này thì cũng như là ruộng rồi, bởi vì đã được bơm nước và làm xúc bùn lên rồi. Mình sẽ trồng theo cái chiều ánh sáng mặt trời. Đấy, mình sẽ rạch một cái rạch như này mình trồng. Thì khoảng cách mình sẽ trồng cây cách cây khoảng độ 2 mét các bạn, hơn 2 mét. Chung giống có ít thì mình trồng nó như vậy, còn giống nhiều thì mình sẽ trồng dày hơn một chút. Cây khoảng độ hơn 2 mét, hàng cách hàng cũng vậy các bạn. Mình chỉ cần rạch như này thôi này các bạn này, làm như này là không bẩn tay. Trồng mà lại lấy tay bới bùn bẩn lắm. Rạch cái rạch lông lông này thôi, xong mình sẽ thả củ giống vào đó là mình trồng. Bây giờ thì sẽ đi trồng. Bây giờ thì bắt đầu trồng cho các bạn xem. Khi trồng thì chúng ta để cái củ sen nó ngóc lên như này. Hơi bị lông các bạn, cái củ này nó cong hơi bị lông, phải đào thêm sâu một chút nữa. Do là vườn cải tạo thành ruộng nên là đất nhiều chỗ nó cũng chưa được sâu. Mình sẽ để như thế này các bạn này. Mình cho cái ngọn nó hướng ra cái đằng mặt trời mọc. Giờ mình sẽ lấp nó vào. Lấp nó vào mình để hở cái ngọn này lên các bạn này. Để hở cái ngọn này lên. Thế đó, chỉ lấp thế này là xong thôi các bạn. Tiếp tục làm củ lửa ra đây. Để nó ngóc lên như này này. Mình đặt im xuống cho mình để nó ngóc lên như này này.
Tiếp đến thì mình cào cái đất này vào, mình lấp. Sen thì nó rất là dễ các bạn, khi mà mình cứ đặt nó xuống đây, lấp cho nó một chút bùn lên trên này, mấy hôm sau dễ nó bám vào đất là nó lên thôi. Ngày đầu này cứ phải lúc nào cũng phải duy trì nước các bạn nhé, đừng để nó phơi trắng đất ra mà củ sen nó mất nước là nó sẽ không mọc, và nó mọc cũng là kém. Nên là khi trồng thì chúng ta cứ giữ nước. Đấy, cứ để ngóc cái này các bạn này. Đấy, mình lấy tay mình ấn xuống nó chắc chắc này, này. Luôn duy trì nước các bạn, đừng để nó bị khô. Khô là nó sẽ không phát triển được đâu các bạn. Trồng xong lại cứ bỏ nó khô trắng đất ra thì không bơm nước thì nó sẽ phát triển rất là kém. Lúc này cần phải có nước để giữ ẩm cái củ này. Còn nếu mà không có nước, đất lại khô, củ nó bốc hơi nước đi là nó sẽ phát triển rất là kém. Thời gian đầu này cũng không phải bón phân gì đâu. Mình đây mình trồng đất không đấy các bạn. Khi nào cái sen nó hồi sinh trở lại, nói chung là nó đẹp mắt rồi thì lúc đó mình mới bón. Lúc này cái bộ rễ nó đang phun ra, nó đang mọc ra, nó chưa đâu vào đâu các bạn. Nên là mình không có lót phân gì mà mình cũng không có bón phân gì cả. Mình cứ trồng như thế này thôi, duy trì cho nước nó ngập khoảng độ 5 cm thì đừng để cho nó chìm đỉm. Ô này đầy nước quá các bạn này. Vườn nhà mình nó cao, bơm nước nó cứ cạn liên tục ấy. Nó chỉ khô mấy hôm đầu thôi, sau khi mà nước nó ngấm đủ rồi thì mỗi ngày mình chỉ phải bơm một lần đấy các bạn. Còn những cái lúc đầu mà mình mới san ra và mình mới bơm nước để tạo thành cái ruộng sen như này này thì ngày cứ phải bơm 2 lần 3 lần, nói chung cũng mất rất là nhiều công đấy. Nhưng mà để có một cái vườn sen, để có một cái ruộng sen rực rỡ vào mùa hè thì đành phải làm thôi các bạn. Tiền điện cũng mất nhiều, nói chung làm kinh tế thì phải chấp nhận. Giờ tiếp tục mình sẽ trồng tiếp ở bên kia. Úi dồi ôi, quần rồi. Mỗi cái ô như này thì mình sẽ trồng 5 củ các bạn. Đây một cái ô như này mình sẽ trồng 5 củ, 4 củ 4 góc, củ cách bờ khoảng độ 1,5 m. Mỗi một cái ô như này là mình trồng 5 củ, 5 cây. Vì số lượng giống nó cũng có hạn nên là trồng nó cũng bị thưa, nhưng mà không sao, kệ đó. 5 cây thì các bạn này, 2 cây hai bên, còn trồng 4 cây 4 góc trước xong cho 1 cây ở giữa là xong. Đất mới tinh các bạn, vừa mới khai hoang xong từ một cái vườn hoa rực rực, vùi dập nó xuống thành cái ruộng để trồng sen. Từ một cái vườn hoa hết mùa vụ lên san nó ra, vùi dập xuống thành một cái ruộng sen. Các bạn lên lớp bùn chẹn cái thân này nó vào nhá. Lại cứ ấn tay không không chẹn bùn là sau nó nổi lên là cây nó không bám được đâu. Tí nữa nước ở đầy nó không sạch, lúc này nó đang cạn.
đang cạn nên là bùn nó hơi bẩn. Đây cho một cây nữa này. Và không phải động tay nhưng mà vẫn phải mó tay trong bùn các bạn. Tay vẫn phải bốc đất. Cụ rất là to. Hơi bị ngóc. Cái nhánh này nó hơi ngóc. Ngóc thì ta vặt nghiêng nó xuống. Nấp nó lên. Không cho đứng thì cho nghiêng. Đấy, để hạ cái búp này thôi các bạn này. Rồi trồng tiếp cái cây ở góc này nữa. Bốn cây bốn góc. Trồng như này thì tiết kiệm được giống. Đúng ra cái ô này là phải trồng 6 cây. Nhưng khi mình trồng 4 cây 4 góc này và một cây mình trồng ở giữa là mình sẽ tiết kiệm được một củ giống. Từ 6 giảm xuống thành 5. Đáng nhẽ ra là 3 cây phải nằm dọc cái hàng này và cái hàng bên kia cũng vậy. Nhưng bây giờ thay vì 3 cây thì trồng 2 cây thôi. Và đây là cái cây sẽ trồng ở giữa các bạn. Năm cây. Này gió mạnh lắm các bạn. Bơm nước là rất là hào. Này gió rất là mạnh nên rất là hao nước. Vì cái chỗ này mình vừa mới san chiều hôm qua. Đất ở phía dưới chắc nó chưa lo nước các bạn, nó chưa đủ nước. Phải bơm mất khoảng độ 3-4 hôm liền thì sau đó cái đất nó no nước thì nó mới không bị hao các bạn. Toàn bộ hệ thống nước này mình chuẩn bị hết rồi đây các bạn này. Cắm máy bơm điện là nước lên thôi. Cho dịch ra đây cho nó cách cái bờ ra một chút. Lúc này diện tích nó còn nhỏ thì vẫn tận dụng cái giếng khoan để bơm. Khi trồng hết cái vườn này thì mình sẽ dùng máy bơm điện 7,5 nắp guồng của máy. Sau khi trồng xong hết cái vườn này thì mình sẽ dùng cái máy 750 nhưng mình chế cái guồng bơm nước của cái máy xăng của Trung Quốc thì không dùng nguyên bản của cái 750 là cái guồng hút của nó bé lắm. Chế cái guồng của máy xăng vào các bạn, cánh quạt đơn nước lên như là máy xăng luôn. Lúc này còn một ô này nữa thôi các bạn. Xong một hồi loay hoay mò mẫm vầy vò bùn đất, lúc này đã xong rồi. Còn thừa củ chưa có chỗ trồng thì mình lại dâm xung quanh cái ô này các bạn này, xung quanh cái bờ kia, xung quanh cái mép bờ kia các bạn này. Mình cứ dâm như này xong mấy hôm nữa mình lại phá tiếp khu bên này để mình làm, để vài hôm nữa nó ra rễ, nó phát triển cái mầm lên thì lúc đó mình sẽ hót, mình chuyển sang bên đó. Lúc này nhìn thấy màu nước rồi, chưa thấy màu cây sen đâu các bạn ạ.
chắc là một thời gian nữa thì ra đây check in chắc là ok các bạn. Nói như vậy thôi, còn cái thành quả sau này thì mới biết được các bạn. Đây mới là bước đầu trồng ở trên cái diện tích mà đã trồng hoa thực dược sau khi phá đi để chuyển trồng sen. Thì cái kết quả nó như thế nào cần phải chờ một thời gian nữa các bạn ạ. Mình sẽ trồng hết khu bên kia kìa, và hết khu bên này kịch luôn các bạn, hết cái vườn khu vực phía trước nhà mình này, mình trồng sen hết. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.